Hai Pencil Studio. Hello anh hả? Hello. Gì dạ bánh hả? Đây là đồ chơi của em Vàng mà. Em Vàng bán cho em Vàng đang chơi nè. À, nhưng mà đồ chơi này em Vàng đi mua về á hả? Đây là kho báu Squishy của em mà. Ủa, vậy sao mà bây giờ anh Đẩm biết ta? Trời ơi, bây giờ anh Đẩm mới biết hả? Ai mà chẳng biết em có một kho báu Squishy siêu to khổng lồ. Em có đủ hứa hình trên cuộc đời này luôn á. Nè, hôm nay em đem ra chơi nè. Có rất là nhiều Squishy. Mà Squishy thì như là các bạn anh đã biết rồi đó. Thơm gì đâu mà thơm. Mặn mè như mà mặn mè mà mặn ơm. Nó đã như mà đã. Nên là em thấy ai mà cho một Squishy hay có một Squishy chắc là hạnh phúc nhất trên đời luôn. Nhất là mấy Squishy xịn như vậy nè. Em hả, đã bỏ công đi tìm kiếm Squishy khắp thế giới này luôn. Anh đã biết rồi, mấy anh đã biết Squishy rồi. Mấy xịn như vậy đó. Này hình cái bánh này còn bự nữa. Vậy anh đã ngồi đây đợi chút, em lấy nữa cho anh đã coi. Em có một kho báu luôn á. Bây giờ anh Đỏ đã biết tặng cái gì cho em Hồng rồi. Anh Đỏ sẽ lừa Vàng lấy hết mấy cái Squishy này của Vàng tặng cho. Anh đã nói gì vậy? Anh Đỏ đâu nói gì đâu. Nè, em nói cho anh Đỏ coi nữa nè, em có nhiều Squishy chưa? Wow. Anh Đỏ bây giờ là anh Đỏ béo. Thì anh đã đừng có ăn kem này nữa. Anh đã ăn quả cà rốt đi. Mà còn không lấy vô thêm còn đi. Còn nhiều. Vậy em Vàng lấy vô thêm đi được không? Lấy cũng được. Lấy thêm mấy cái nữa thôi được không? Cũng được luôn. Vậy đi lấy đi. Em đi vô lấy nha. Em Vàng lấy nhiều lên nha. Dạ. Yeah. Các bạn ơi, anh Đỏ bây giờ sẽ lấy đống Squishy này để đi tặng sinh nhật cho em Hồng. Vậy là nỗi lo âu của anh Đỏ không còn nữa rồi. Vàng ơi, lấy nhiều chưa? Em ra liền bây giờ nè, đợi em một chút. Anh Đỏ biết rồi. Anh Đỏ đi đây. Xong rồi nè. Nhiều Squishy quá. Trời, công nhận mình có nhiều Squishy thiệt. Mình bưng ra mà đỏ mò luôn các bạn. Nè các bạn thấy không? Đây là bạn Sóc nè. Đây là thêm một bạn Unicorn nè. Mình còn đem cái bánh này là cái bánh kẹp. Đảm ba anh đã thích luôn. Anh đã thích mấy bánh này lắm. Còn có bánh pizza nữa nè các bạn. Trời, thích quá à. Ở đây còn có bánh hot dog nữa. Như vậy là nãy mình có 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Squishy luôn. Wow, dễ chắc hết cái bàn này luôn. Hết cái bàn này luôn. 20 cái Squishy. Có gì đó sai sai đây ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hồi nãy mình có bao nhiêu cái Squishy? Có 14 cái luôn mà. Sao bây giờ mình đem ra thêm? Sao còn 12 cái? Ủa? Hay là Vàng tính sai hả các bạn? Ủa? Hồi nãy Vàng nhớ là để gần hết luôn cái bàn này rồi. Vàng mới định bưng ra cho hết mà sao bây giờ còn như đây? Ủa anh Đảo đâu ta? Anh Đảo ơi! Anh Đảo! Các bạn có thấy chuyện gì lạ luôn xảy ra không? Hình như sao ít Squishy đi mà còn không thấy anh Đỏ ở đây nữa. Có chuyện gì xảy ra với kho báu Squishy của Vàng nữa? Các bạn có biết gì nhớ comment ở dưới Vàng biết nha. Trời ơi, tự nhiên giờ mất Squishy rồi. Anh Đỏ ơi, anh Đỏ đâu rồi? Trời ơi, chị nó có ăn trộm vô nhà mình lấy Squishy á. Các bạn ơi, các bạn mà biết tên trộm nó nhớ comment ở dưới cho Vàng biết nha. Nhớ Vàng mà mất Squishy chắc Vàng buồn lắm. Các bạn nhớ để lại comment nha. Còn bây giờ Vàng phải đi tìm anh Đỏ với Squishy của Vàng đây. Chào tạm biệt các bạn. Yeah, sắp được vô nữa rồi.
là có thấy điều mà em thấy không? Nhìn lại một lần nữa đi. Anh đã có thấy điều mà em vẫn thấy không? Bóp. Bóp tiền. Tiền ờ. À mà anh rơi bóp tiền ở đây. Đúng rồi đó. Ủa ai vậy ta? Ủa ai vậy ta? Em nhặt lên nha. Ừ em nhặt lên đi. Em nhặt lên thiệt nha. Em nhặt lên đi. Nhưng anh Đỏ muốn hỏi này nè. Sao vậy anh Đỏ? Mình nhặt lên á, mình sẽ dùng tiền trong này để đi mua nước đúng không? Không được, không được, không được. Anh đã nói vậy là không được rồi. Cô giáo đã dạy nhặt đồ của rồi, chả ngồi bị mất. Ủa? Bây giờ mình sẽ nhặt không lên mà. Xong mình đem tới chú công an, mình trả cho chú công an. Không, anh đã nghĩ là nhặt được của rơi, lấy tiền mua nước. Lấy tiền mua nước. Đó là câu đúng đó. Không được, không được. Không được đâu, anh đã lấy tiền mua nước đúng không? Nhưng mà người mất sẽ buồn lắm. Thôi, không được, em giấu luôn. Không phải, không phải. Nhưng mà người mất sẽ buồn. Nhưng mà nếu mà mình không mua nước là tụi mình sẽ khát nước. Bây giờ em chọn người khác sẽ buồn hay là tụi mình sẽ khát nước? Ôi, tiền này ai làm ra thì của người đó. Đâu được, mình đâu được dùng như vậy. Không, em không đưa cho anh đâu nha. Anh đừng hôn. Em phải đưa đây cho anh. Không chứ. Được anh ạ. Đưa cho anh. Không được. Thôi, không anh được. Không. Ủa? Cái này của tôi. Ủa? À, chắc là của chị đánh rớt á đúng không? Không. Sao? Ủa? Chị không làm rớt thì tại sao nó là của chị vậy? Tại vì cái này tôi thấy trước. Ủa? Chị thấy rồi nào? Thì hồi nãy ở chỗ này đúng không? Hồi nãy là lúc nào, mấy giờ mấy phút mấy giây, năm nào tháng nào, tháng kỷ nào. Nó nằm hình dáng như thế nào? Quá tóm lại là tôi thấy trước nên là của tôi. Thôi đi, chị đừng có ngang ngược, cái này là của tụi tôi đó. Cái này là của tụi em, rồi em nhặt được chứ bộ. Không, chị, tôi thấy trước. Ủa, vậy sao chị không chạy ra chị nhặt trước? Ờ. Nhưng mà tụi em nhặt trước, mà cái này cũng không phải của tụi không, em. Quan trọng là ai là người thấy trước thì đó là của người đó. Quan trọng là trong tay ai thì là của người đó. Không. Thôi đi, quan trọng á, cái bóp này là của ai á là trả lại cho người đó đó. Đúng rồi, em sẽ đem trả lại cho người bị mất. Ờ, đúng rồi đó. Thôi đi, chắc là người ta đi đâu rồi á, bây giờ người ta không cần nữa đâu. Thôi bây giờ, thôi đi. Không được đâu, chị này không có được đâu. Ờ. Mở ra đi, mình chia ba. Anh Đỏ thấy cũng được á, em già. Đúng không? Không, chỉ hai thôi. Biết sao không? Hai người một phe, tôi một phe thì tôi được một. Mấy người được một. Không được. Không được. Tại ba người lận nên là phải chia ba. Thôi đi, chia hai đi, chia hai. Không, chia ba. Bây giờ em quyết định mở ra, coi trong đó có bao nhiêu tiền. Em sẽ giữ số tiền này trả lại cho người bị mất. Một cái bóp xịn như vậy. Ủa sao không có gì hết vậy? Không có tiền gì hết trơn. Ở trong đây nè. Tại vì tiền cái kim cương quý là phải để ở ngăn kính đáo nhất. Rồi, mở đi. Em mở trong đây trước nha. Cái ngăn này chắc là có nhiều tiền. Em nghĩ trong đây là kim cương, trong đây là tiền á. Không đâu, vàng. Ta-da. Ủa? Không sao, còn hy vọng, còn một cái hy vọng. Trời ơi, cái bóp này có gì đâu mà dành tới dành lui. Cũng đâu có gì đâu mà trả lại cho người bị mất. Chắc là ai muốn quăng ở đây rồi đó. Đã khát nước còn tốt thời gian ghê. Mình đi mua nước hả anh?